Ngày hôm nay, nếu như quý vị ra khỏi nhà thì có lẽ cảm giác là lạnh buốt còn gia tăng hơn so với ngày hôm qua. Trong những ngày tới, nắng ấm vẫn chưa thể quay trở lại khi mà đêm ngày hôm nay dự báo lại có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng chiều tối và đêm ngày hôm nay, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao, vùng núi và Trung du Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 12 đến 15 độ C, vùng núi là từ 10 đến 12 độ C, vùng núi cao thậm chí xuống dưới 10 độ C. Bà con lưu ý nên tiếp tục có phương án chống rét cho đàn gia súc. Hà Nội sẽ có mưa nhỏ rải rác, còn tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có mưa, có nơi mưa vừa và mưa to. Vì vậy, nếu như có kế hoạch ra khỏi nhà, chúng ta nên chuẩn bị giữ ấm cho cả gia đình. Dự báo trong vòng 7 ngày tới, khoảng từ 25 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3, thời tiết trên cả nước không mới thuận lợi, chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh hoạt động mạnh.